Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của HM Nature. Trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ tán mạn với các bác một chút về những cái phần cái mà bên mình hiểu và tìm hiểu về cái sản phẩm mật ong rừng. Bởi vì mật ong là cái sản phẩm rất là phổ biến và tác dụng rất là tốt. Nó ứng dụng trong cuộc sống và được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Và nó cũng có rất nhiều loại, có mật ong rừng, mật ong nuôi, và từ mật ong nuôi thì nó cũng có rất nhiều loại, bởi vì mỗi một loại hoa nó lại cho ra một loại mật khác nhau. Và mật ong rừng cũng vậy, mật ong rừng thì nó cũng có hai, có từ 3 đến 4 loại cơ. Đấy. Thì trong cái phạm vi ở trong video này thì mình chỉ chia sẻ với mọi người về cái mật ong rừng và ba cái sản phẩm mật ong rừng nó phổ biến nhất trên thị trường, phổ biến nhất là vùng Tây Bắc mà chắc mọi người dùng nhiều nhất, nghe nhiều nhất. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người để mình cùng chia sẻ những cái gì mà mình hiểu, để mọi người biết về một chút về mật ong rừng, để mình mọi người nghe để có cái thông tin là các bác lựa chọn được cái mật ong nó tốt nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng người. Tất cả những cái gì mình chia sẻ đây nó trên quan điểm của cá nhân, trên quan điểm của mình trong thời gian, trong vài năm mình bán và kinh doanh các sản phẩm mật ong rừng thì mình đã đúc kết được, thì mình chia sẻ. Rất là mong được nhận được sự góp ý của mọi người. Và như mọi người đang nhìn đây trước mặt mọi người là ba cái sản phẩm mật ong rừng, đó là mật ong khoái này, mật ong đắng này và mật ong đá rừng. Đối với sản phẩm mật ong rừng thì nó còn có một mật ong nữa, đó là mật ong ruồi. Nhưng mà bởi vì mật ong ruồi số lượng nó rất là ít, nó không nhiều như ba cái loại mật này, cho nên và mình không quay ở đây, mình chỉ giới thiệu ba cái loại mật mà các bác rất là phổ biến hay dùng, đấy là mật ong khoái, mật ong đắng và mật ong đá. Các bác lưu ý nhé, ba sản phẩm này đều là mật ong rừng nhưng lại là ba giống, ba loại mật khác nhau, nó khác nhau về chất lượng, đấy, và về màu sắc, về mùi vị và độ đặc của từng loại một. Thì đầu tiên đối với cái sản phẩm nổi tiếng nhất các bác nghe nhiều nhất đấy chính là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong khoái thì nó có đặc điểm của nó là màu nó rất là đẹp, nhưng cái nhược điểm của nó thì là cái mật ong khoái này thì nó rất là loãng, nó loãng nhất trong tất cả các loại mật ong rừng. Trong ba loại mật ong thì mật ong khoái là mật ong loãng nhất, nhưng mà cái vị ngọt của nó cũng là vị ngọt nhẹ nhất, nó ngọt thanh nhưng mà lại được ưa chuộng nhiều nhất. Đối với lại cái dòng mật ong rừng thì mật ong khoái này được ưa chuộng và nó có số lượng nhiều nhất. Ong khoái nó là một cái giống ong không thể thuần chủng được và nó ăn hoa rừng, nó làm tổ ở trên cây. Thế đó người ta đi khai thác mật ong, đi đến mùa mật ong rừng thường nó sẽ rơi vào mùa tháng 3 dương lịch, là bắt đầu vào mùa xuân đấy, là mùa con ong đi lấy mật đấy, là mật ong khoái nhiều nhất nhé. Và thời điểm mình đang quay video này là thời điểm mật ong đã hết mùa, nhưng mà lại là người ta lấy, người ta tích, đây là mùa nóng ấy, thì mật nó sẽ lên ga rất là nhiều. Và mọi người lưu ý đấy, mua mật ong ngon đấy, mọi người nên mua mật ong trước tháng 3, tức là mật ong đầu mùa hoặc mật ong cuối vụ, khi mà thời tiết nó mưa rồi, nó mưa chứ mật ong ấy mà khi vào mùa mưa nó mưa nhiều ấy thì cái tính chất mật ong nó sẽ loãng hơn rất nhiều. Bình thường mật khoái nó đã loãng rồi, nếu mà dính cái tổ nào ấy mà dính vào sau vừa với mưa được vài ngày ấy, mà ong có đi ấy, thì mật nó còn loãng như nước nã cơ. Đấy. Mật loãng hay là mật đặc nó không phải là có người, đa số mọi người thích mật đặc, mật loãng thì kia là mật không chuẩn, nhưng không phải mọi người nhé. Mật loãng hoàn toàn có thể là mật chuẩn, tính chất mật nó loãng thôi, nhưng mà khi mà các bác cân lên thì cái mật ong nó đều nặng 1,4 cân, kể cả cùng với chai, có cái chai mật nhìn rất đặc đấy, đổ nó không có độ chảy lấy láng này thôi, nhưng mà cũng 1,4 cân, nhưng mà một chai loãng như thế này cân lên cũng vẫn là 1,4 cân mọi người nhé. Nó do tính chất của cái quan ong là một, tính chất của cái hoa mà nó hút để nó tạo ra cái mật là hai, chứ không phải là cứ mật loãng là mật kém và mật xịn là mật tốt mọi người nhé. Đấy, cái thứ hai là có bác thích mật nhiều ga và các bác thích mật ít ga. Đấy, và mật ong thì nó là một cái phạm trù rất là rộng, nói rất là nhiều. Cái thứ hai là mật đắng. Mật đắng này thì nó đắt hơn mật khoái một chút. Đấy, nó cao hơn mật khoái, thường nếu mà giá bán lẻ nó sẽ cao hơn từ 50-80 nghìn một lít so với mật ong khoái. Thì cái mật ong đắng này, mật ong đắng rừng này, nó là cái mật ong nếu như các bác nghe quảng cáo nhiều thì nó sẽ là mật ong lẫn hoa 138, nhưng thực chất nếu mà tìm hiểu sâu về cái mật ong đắng này thì nó còn lẫn cả hoa xoan, hoa một số loại hoa rất là đặc biệt nó có của Tây Bắc,
khi đó nó có vị, có màu của nó hơi tối màu này, và nó có vị ngâm ngâm đắng nhưng rất là thơm ngon. Thực sự mình dùng cái mật đắng mình thấy rất là ok, và cái mật đắng này được coi gần như là trong dòng mật ong rừng nó là gần như đắt nhất, chỉ sau mật ong ruồi mọi người nhé. Đấy, và cái này nó coi như một chất kháng sinh tự nhiên. Đấy, các bạn nhìn này, cái màu có thể nó không bắt mắt nhưng mà nó lại rất là dùng rất là ổn. Và thứ ba là mật ong đá. Mật ong đá này là những con ong nó làm tổ ở trong những hốc đá hoặc là trong những gốc cây mục lâu năm to rỗng, người ta làm tổ đấy. Và trong cùng mùa mật ong rừng ấy thì cái mật ong đá này được khai thác đầu tiên này, sau đó là mật ong khoái. Còn cái mật ong đắng này thì nó có thể là khoái đắng hoặc có thể là đá đắng, nhưng mà tỷ lệ là đá đắng nhiều hơn. Nguyên là nó là dùng nó giống như ong đá này nhưng mà nó lại là lẫn những cái hoa đặc biệt có chất tốt nên nó thành tạo thành mật đắng mọi người nhé. Đấy, và cái mật ong đá này thì nó sẽ đặc hơn mật ong khoái, và cái màu bao giờ nó cũng cái màu của mật ong đá đấy mọi người, để nó sẽ xuống màu nhanh hơn. Đấy, nó sẫm hơn rất là nhiều. Đây là mình lấy cái lô này của mình là lô đầu mùa, chứ còn nếu mà lấy về giữa hay chính vụ mùa ấy, nó còn sẫm hơn nữa cơ. Khi vắt ra thì nó màu nó đẹp, nhưng mà để càng đẻ nó lại càng xuống màu nhanh. Nó không ảnh hưởng gì cả, nó chỉ là cái tính chất của cái mật ong nó vậy thôi mọi người nhá. Và cái mật ong khoái thì bên mình đang bán lẻ là 450.000 một lít này, mật ong đắng là 500.000 một lít này, và mật ong đá là 400.000 một lít. Đều cam kết với các bác là mật rừng tự nhiên và cam kết chất lượng với các bác nhé. Nếu bác nào cần cái mật ong, các bác cứ liên hệ trực tiếp số online 0982403110, hoặc các bác kết bạn Zalo. Bên em chỉ dùng duy nhất một số online này và dùng một Zalo của cái số này để bán hàng thôi bác nhé. Từ trước đây tất cả các cái số điện thoại mà không phải số này thì đều không phải là của số HM bên em. Đấy, và cái vấn đề mật ong thì nó có rất nhiều, bởi vì nó còn vấn đề là kết tinh này, và vấn đề là phân biệt mật ong thật mật ong giả. Thì mỗi một người thì lại có một cái phương pháp là xử lý, hay là phân có nghĩa là các bác nghe mọi người truyền tay nhau về cách thử mật ong thì nó cũng chỉ có cách thì đúng, có cách thì sai. Cái này mình sẽ làm một cái video cho các bác, giới thiệu cho các bác ở một cái video gần nhất. Đấy, còn ở đây mình sẽ cam kết với các bác là tất cả các cái sản phẩm mật ong rừng, mật ong khoái, mật ong đắng, mật ong đá thì mình là cam kết bảo hành cho các bác dùng đến sản phẩm cuối cùng. Đấy, và chỉ có một lưu ý nhỏ là khi các bác lấy bất kỳ mật ong, mật ong rừng hay là mật ong nuôi, thì cái vấn đề bảo quản này cái vấn đề rất là nhiều bác không biết. Mọi người nghĩ rằng là mật ong thì cần phải bảo quản ở trong tủ lạnh để cho nó không bị hỏng, nhưng mà xin thưa nhé là đấy là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Mật ong các bác chỉ cần để ở một điều kiện môi trường phòng, nghĩa là chỉ cần để bên ngoài phòng như thế này được, các bác không cho vào tủ lạnh. Nếu các bác muốn test mật ong thì các bác cho vào ngăn đá, các bác test, chứ còn tuyệt đối không để vào ngăn mát tủ lạnh. Để vào ngăn mát tủ lạnh thì sao? Nó sẽ mật ong nó sẽ xảy ra hiện tượng kết tinh đường glucose, cái thứ hai nó bị mất màu, mất mùi rất nhanh. Đấy, cho nên là mật ong nó không để bên ngoài, các bác để bên ngoài cả vài năm không hỏng, các bác yên tâm một điều như thế. Nên là các bác tuyệt đối mình không bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh các bác nhé. Đấy, nên bác nào mà đang dùng mật ong hay đang có mật ong đang bảo quản, các bác lưu ý là các bác chỉ cần bỏ ra bên ngoài không hỏng được. Đấy, mật ong nó cũng như rượu ấy, nó rất là hay. Các bác ngâm đồ hay cái gì cái nào nó giữ, nó ở một trạng thái giữ, nó không thể hỏng được. Nên là rất là nhiều bác cứ sợ mật ong hỏng nên bảo quản vào ngăn mát, đâm ra dẫn tới mật ong lại còn kết tinh hỏng nhanh hơn, lại vứt đi rất nhiều. Các bác cứ để môi người trường ngoài bên em nhé. Thì thôi, cái video này nó cũng khá là dài, nếu mà nói mật ong chắc nói cả tiếng. Thì mình xin dừng cái video về mật ong rừng ở đây. Thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng mật ong rừng, các bác liên hệ với em qua số hotline này. Và bác nào có câu hỏi hoặc là các bác cần tư vấn nào về mật ong rừng, các bác cũng để lại phần bình luận, hoặc các bác liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại, bên em tư vấn và gửi hàng cho các bác. Và với ba mẫu mật ong này thì bên em thường là bán sẵn quanh năm, có mật ong đắng với mật ong thường là bán sẽ là mật ong đắng là sẽ nhanh hết đầu tiên, sau đó là đến mật ong đá và mật ong khoái. Bởi vì mật ong khoái bao giờ được cái chữ lượng bán quen, khách sử dụng nhiều, nên bên mình bao giờ vào mùa cũng thu mua và trữ nhiều nhất, cho nên là khoái mình có thể bán tự tin là bán quanh năm không thiếu hàng. Còn đắng với lại đá thì có thể có đợt là đến giai đoạn mùa đông bắt đầu nhu cầu sử dụng mật ong nó nhiều hơn cái mùa nóng ấy, thì mình hay bị hết hàng vào thời điểm tháng 11 dương. Cho nên là bác nào cần thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Rồi, xin chào và gặp lại các bác ở những video tiếp theo về mật ong.